Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Mê Tông Chi Quốc quyển 2 Ma Vực Lâu Lan của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Hồi thứ tư, Lạc Trong Biển Cát. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những chuyện tiếp theo của MC Nguyễn Thành. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Từ Mạc Hồi quay đầu thấy sau lưng có ma. Do khoảng cách quá gần, tựa hồ mặt đối mặt, nên anh cũng không thể phân biệt rõ mọi đường nét. Chỉ cảm giác dung mạo giống như thần Phật kia, cực kỳ giống quốc vương Champa. Và lại, hai tay của đối phương đã thò ra đặt lên bờ vai anh. Từ Mạc Hồi bất giác giận người đến dựng hết tóc gáy. Anh lập tức thét lên một tiếng, rồi bổ nhào về phía trước, đồng thời giơ khẩu súng thần công trong tay lên. Lúc này, sấm sét hoàn toàn biến mất trong tầng mây dày nặng. Chùm sáng đèn quạng soi đến đâu, chỗ đấy chỉ toàn cát vàng, không hề có dấu chân nào thừa ra. Bóng tối im lìm khiến người ta ngộp thở. Ba người còn lại bị kinh động, giật nảy mình, vội vàng quay người lại xem xét, để không phát hiện ra tình hình gì khác thường. Hải Ngọng lầu bầu trách móc. Tớ bảo này, từ giờ không có chuyện gì thì đừng na hét om sòm thế nha, làm tớ vãi cả linh hồn ra này. Từ Mạc Hồi rất khó xác định từ khi nãy mình mới nhìn thấy rốt cục là gì, nhưng có thể khẳng định chắc chắn đó không phải ảo ảnh do sấm sét tạo ra. Bởi vì trước khi quay đầu, anh đã phát hiện thấy có động tĩnh ở sau lưng. Anh kể lại chuyện này cho mọi người. Tuy căn phòng số 86 đã chết mất xác, nhưng đội thám hiểm vẫn chưa triệt để thoát khỏi sự đeo bám của nấm màu xanh. Kẻ địch tiếp theo đã xuất hiện, có lẽ nó đang lẩn trốn ngay bên cạnh chúng ta. Thằng Hường Lần cũng cảm thấy hiện tượng bất thường này rất khó giải thích. Ban đầu còn cho rằng có lẽ đó là ảo giác nảy sinh do thần kinh căng thẳng quá mức. Đến lúc nghe Từ Ma Khôi thuật lại đầu đuôi, cô mới biết nó không phải ảo giác. Cô hỏi, anh đã nhìn thấy kẻ cầm đầu tổ chức nấm màu xanh sao? Từ Ma Khôi lắc đầu đáp, tôi chỉ nhìn thấy khuôn mặt trắng bợt như tượng sáp cực kỳ quái dị thôi. Nó rất giống với hình tượng vẽ trên bích họa trong miếu thần. Nhưng chiếc mặt nạ da người của quốc vương Champa đã bị cháy rụi ở tòa thành nhện vàng từ trước rồi mà. Theo lý mà nói thì nó không thể xuất hiện trên đời lần nữa. Tóm lại, chỗ này chắc chắn không an toàn. Mọi người phải để ý quan sát mới được. Thằng Hưng Lần nói, chỉ cần giải được các ẩn số trong cực vực dưới lòng đất là có thể xoay chuyển cục diện bị động hiện nay. Thời gian càng kéo dài, chúng ta càng bất lợi. Bởi thế phải mau chóng tìm thấy vật thể bằng sắt cách đây hơn 3 cây số nữa mới được. Từ Ma Khôi nghĩ thầm, trong biển cát mênh mông cách bề mặt trái đất đến 10.000 mét lại sừng sững tồn tại hai thỏi gang lớn có hình dạng giống hai cái tai người. Dường như tất cả mọi người đều cho rằng vật thể đó chỉ là đáp số cuối cùng trong kính viễn vọng lốp nò. Nhưng chúng rốt cục đóng vai trò gì trong cả chuỗi câu đố đó? Anh lại ngẫm nghĩ, chiều dài của nó đến gần 100 mét, cấu tạo lại vô cùng đơn giản, mà cũng không phải tàu ngầm Z-615 bị mất tích của Liên Xô, hay đó là hai quả bom hạt nhân nhỉ? Có điều bom hạt nhân hình như không có thể tích lớn đến giường ấy, xem ra không đến gần nó thì không tưởng tượng ra nổi. Hải Ngọng đề nghị, tôi thấy cứ nằng nhằng mãi thế này chỉ tổ nhãng phí thời gian. Chúng ta không thể xác định chính xác phương hướng, chỉ bằng cứ mỗi người đứng cách nhau 100 mét tiến hành tìm kiếm đồng bộ về phía đông. Nếu vận may tốt một chút, biết đâu lại tìm thấy mục tiêu. Thằng Hưng Lân nói, thiên thạch là đám mây băng khổng lồ xuất hiện trong lớp vỏ trái đất từ khi thiên địa còn chưa hình thành. Sau khi chịu ảnh hưởng của địa áp phát nổ, nó đã hình thành không động. Quy mô và kết cấu của nó rất khó dự đoán. Trong bóng tối không có vật tham chiếu như hiện nay, la bàn chỉ có thể cung cấp cho chúng ta phương vị tương đối. Cự ly chiếu sáng của đèn quặng còn chưa tới 20 mét, thế này thì khác gì bịt hai mắt mò mẫm tìm kiếm trong biển cát. Cách của anh không có khả năng thành công đâu. Đội trưởng Lưu Giang Hà cũng cho rằng biện pháp của Hải Ngọng hoàn toàn không khả thi. Bộ đội chúng ta khi phải hành quân gấp vào ban đêm cũng không cho phép các chiến sĩ đi cách nhau 100 mét
vì chắc chắn đoàn quân sẽ bị lạc nhau. Hải Ngọc nói, hai người vẫn chưa bao giờ đánh trận trong rừng nên chưa biết đấy thôi. Từ Ma Khôi đảo mắt đang nghĩ ra cách, anh nói với ba người còn lại, tôi thấy đội hình chúng ta nữa. Lúc đó tiểu đội trưởng hay trung đội trưởng chỉ cần bôi một loại nước ép cỏ gì đó vào quân phục, mùi của nó theo gió sẽ truyền khắp 8 dặm. Nên phía sau chỉ cần có mũi thì cho dù bịt chặt hai mắt cũng vẫn không bị rớt đội như thường nghe. Tôi thấy đội hình chúng ta lắm thầy nhiều ma, để các cậu bàn luận vấn đề mãi cũng chẳng ra ngô ra khoai gì được. Cuối cùng vẫn là tôi phải đưa ra ý kiến. Lúc trước ở khoang liên lạc dưới động đảo, tôi nhìn thấy điện thoại thạch từ AFI 53, đường dây dẫn trực tiếp xuống lòng đất. Năm 1958, đội khảo sát liên hợp chắc chắn đã vác giá đỡ xuống đây. Đường dây màu trắng kéo dài 20.000 mét, thừa sức trợ giúp hậu phương duy trì liên lạc liên tục trong vòng bán kính 3 cây số. Chúng ta chỉ cần mò theo đường dây mà tìm, chắc chắn sẽ đến được mục tiêu. Từ Mạc Hồi nói xong bèn bắt tay tìm kiếm. Anh tìm thấy một đường dây thả song song với thang dây thừng. Khi trước mọi người bận trốn tránh mây khí tượng nên vội vã bỏ xuống dưới, còn sợi dây màu trắng lại bị biển cát che lấp nên không ai phát hiện ra nó. Lúc này thấy đường dây điện thoại vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, có thể sử dụng làm đường dây chỉ hướng. Phát hiện mới khiến cả đội phấn chấn hẳn lên. Đoàn chuyên gia Liên Xô lắp đặt toàn những thiết bị chắc họa rất tinh vi, thậm chí còn có cả thiết bị tiên tiến thám chắc nguyên tố sắt. Bởi vậy phương hướng mà đội khảo sát tiến hành năm đó chắc không thể xảy ra sai lệch được. Mọi người phủi cát bám bên trên, lần theo đường dây màu trắng, không nhìn thấy điểm tận cùng mà mẫm tiến về hướng đông. Biển cát tồn tại dưới tầng đáy vực sâu hàng ngàn tỷ năm nay, đã trải qua bao kiếp luân hồi khô kiệt của nhật nguyệt, tựa hồ đã rời khỏi quỹ đạo của thời gian và không gian. Chỉ có tiếng sấm xa thỉnh thoảng lại ì ùng vọng tới, như làn chớp mang ánh sáng yếu ớt vừa loe lên đã nhạt nhòa giữa bầu không tăm tối. Phía dưới tầng cát khả năng chính là lớp dung nham của tầng quyển Manti. Dòng nhiệt đối lưu dâng trào sùng sục, khiến không khí trở nên nóng bức khác thường. Nhiệt độ hoàn toàn khác xa với cái lạnh căm căm nơi kính viễn vọng lốp nò. Nó đưa đội thám hiểm trải nghiệm từ cực khắc nghiệt này sang cực khắc nghiệt khác. Từ Mà Khôi thấy bốn phía xung quanh tuy tối đen, nhưng không gian u tối đó lại đem đến cho anh cảm giác rất mênh mông, hoang mang. Có lẽ vì nó quá sâu và quá xa, chỉ nhớ trong sách địa lý cổ thời tiền Tần mô tả về cực vực là nơi có dòng phun lửa chiếu sáng bốn cực. Có lẽ những mô tả này ngầm hình dung về dòng dung nham trong quyển Manti luôn phun trào dữ dội lên trên. Còn rất khó phán đoán đội khảo sát liên hợp liên trung đã gặp phải sự cố gì dưới lòng đất sâu. Đi trên con đường lần tìm ý nghĩa của cùng cực này, tất cả phía trước đều mù mịt chưa biết, vận mệnh cũng theo đó mà biến đổi cũng khó lường. Địa hình trong biển cát thoai thoải nhấp nhô. Hội Tư Ma Khôi đã quen hành quân đường trường nên đi bộ mấy cây số khoảng cách theo đường chim bay không phải vấn đề lớn lắm. Cả đội bất giác đến một nơi dưới lớp cát lún lấp ló rất nhiều xương trắng giống như hóa thạch. Soi đèn quạng xem thì không thấy đầu bên kia đâu cả, chẳng biết phần chôn vùi dưới đáy cát còn lớn chừng nào. Đội trưởng Lưu Giang Hà chưa bao giờ nhìn thấy bộ xương cá nào lớn cỡ ấy. Loài cá hồng to nhất ở biển hồ Tân Cương là loài Hucho Tai Men, một loài cá hồi nước ngọt, nhưng nó cũng chỉ dài hơn 2 mét là cùng. Giờ đây nhìn thấy con thủy quái này, anh chàng kinh ngạc thốt lên, hình như nó là xương của rồng thì phải đấy. Hải Ngọng bảo, chú em đừng có chuyện bé xé ra to nữa, vừa nhìn ra biết đó chỉ là con quái thú khổng lồ ở dưới biển, hoặc là con cá lớn nào đó, cùng lắm chỉ là loài thằn lằn cá thôi. Từ Ma Khôi cũng nhận xét, chắc là cá, nhưng chỉ còn lại mỗi bộ xương tàn thế này thì không thể nhận ra rốt cuộc nó là loại cá gì. Tôi đoán phần đầu của nó chắc cũng rất đại tướng, không khéo còn to không kém gì cỗ tàu ngầm của Liên Xô ấy chứ.
Dưới lòng đất khả năng còn tồn tại rất nhiều hình thái sinh mệnh, vừa phức tạp vừa cổ xưa. May mà bây giờ nước đã cạn, chứ nếu không lúc chúng ta vượt biển mới sang được bờ bên kia thì có mà bị nó nuốt chừng vào bụng từ lâu rồi. Hải Ngọc nói, mặc kệ cá lớn cỡ nào, chỉ cần rời khỏi nước là chẳng khác gì ăn mày đốt pháo hoa giữa trời mưa, có mà quẫy đằng trời. Thằng Hưng Lân bảo, các anh đoán sai cả rồi, đây là xương cá voi. Cá voi cổ đại, nó thuộc loài thú chứ không phải loài cá đâu. Từ Ma Khôi hiểu ra tiếp lời, hóa ra nó là cá voi cổ đại hả? Trước đây tôi thường nghe người ta nói, thứ khó lường nhất trong cõi trời không gì thắng được biển cả, thứ khó lường nhất trong cõi vật không có gì thắng được cá voi. Nó xuất quỷ nhập thần, đến vô hình, đi vô ảnh. Bây giờ nhìn thấy xương trắng của nó kẹt giữa dòng cát lún, cũng có thể tưởng tượng ra lòng đất này đã từng là nơi bao la hùng vĩ biết bao. Nó vừa mênh mông, bát ngát, vừa thâm trầm trang nghiêm. Hải Ngọng cô biết cá voi không thuộc họ cá, tự thấy mình thua kém kiến thức Thắng Hương Lân. Anh bắt đầu mồm năm miệng mười, tia lia bốc phét, nước bọt bắn tứ tung. Cá voi cổ đại ấy hả? Tôi cũng từng nghe kể về nó rồi. Thằng cha này lợi hại năm đây. Năm đó, ông già nhà tôi cùng đoàn bộ đội vượt biển đánh Quan Đông. Cả đội thuê hẳn một chiếc thuyền cá gắn motor. Hơn 100 người ngồi chen chúc trên thuyền. Vừa mới ra đến biển đã gặp sóng to gió lớn, những con sóng bạc đầu quấn vút đến tận trời, đánh cho cái thuyền cá rách của hội ông già đổ nghiêng đổ ngả. Rồi đột nhiên thấy sắc nước chuyển dần thành màu xanh đen, rồi một ngọn núi sừng sững từ giữa biển trồi lên, cũng không biết dài cả mấy ngàn mét. Ngọn núi cứ nhấp nhô chìm nổi trong làn nước, còn chưa đợi ai kịp nhìn rõ rốt cục là chuyện gì thì cả chiếc thuyền cá bị hút vào một động tối om, bốn phía u ám đầy bất chắc. Ông bác lái thuyền sợ nhũn cả người, muốn khóc mà khiếp đến nỗi không vắt ra nổi một giọt nước mắt, biệt chắc sắp phải chôn thây trong bụng cá đến nơi. Đúng lúc đó, bỗng nghe tiếng sóng biển nổi lên ầm ầm, chiếc thuyền cá lại bị đẩy ra ngoài mặt biển, rơi từ đầu sóng xuống vỡ tan tành. May mà khoảng cách khi đó cũng khá gần bờ, nhưng người biết bơi đều cố gắng dãy giụa bơi vào bờ. Lúc đó mới biết đấy, thì ra là cá voi phun nước nên chiếc thuyền mới theo dòng nhào ra ngoài. Các cậu thử nghĩ xem, nếu lúc ấy mà không thoát được thì đúng là toi đời rồi còn gì nữa. Từ Ma Khôi lật tẩy Hải Ngọng. Này à, chạy chủ Hải Ngọng à, có phải đầu óc cậu bị lú lẫn không thế? Thế hệ ông già nhà cậu thuộc lớp người đi trước, đều là bộ đội tham gia chiến dịch Bình Hình Quan, sau đó ở lại núi Thái Hành, Sơn Tây, lánh xa căn cứ địa, đánh Quan Đông sao lại phải vòng vèo chạy đến tận Sơn Đông vượt biển? Cậu không định bái cái thằng Pinocchio làm bố đây chứ hả? Hải Ngọng tức đến nỗi mặt đỏ bừng, cổ nổi gân xanh, đang định lên tiếng phản kích thì đột nhiên anh thấy tay bỗng nhẹ bâng đi, sợi dây điện thoại vùi trong cát chỉ còn sót lại mỗi đầu màu. Anh bới cát mãi cũng không nhìn thấy đầu dây đối với nó nằm ở đâu. Mọi người cảm thấy rất bất an, vốn dự đoán lộ trình phải đi dài chừng 4 cây số, bây giờ mới đi được một nửa quãng đường, sợi dây chỉ hướng là bị mất thì làm sao có thể tìm thấy đội khảo sát liên hợp liên trung mất tích giữa biển cát rộng vô bờ bến này đây? Từ Ma Khôi nói, đừng cuống, bộ xương cá voi cổ đại đã hóa thành đá, chỉ ít cũng phải chết cả ngàn năm rồi. Đội khảo sát chắc chắn không thể bị nó nuốt vào bụng được. Chúng ta chỉ cần tìm kỹ theo hướng đoạn dây bị đứt là được. Đầu bên kia có lẽ bị vùi đâu đấy trong cát thôi. Nói xong, anh bèn cùng ba người lại bắt đầu tìm kiếm. Từ Ma Khôi liên tiếp đào mấy cái hố cát, quả nhiên nhìn thấy sợi dây màu trắng bị đứt nằm vùi dưới đó. Quả tim đang treo lơ lửng của anh bây giờ mới chịu về chỗ cũ. Vì nếu tìm không thấy sợi dây chỉ hướng thì hậu quả thật không dám nghĩ đến. Anh vươn tay định tóm dây điện thoại, nhưng vừa chạm tay vào thì thấy mình tóm hụt. Cây dây điện thoại dã chiến bỗng nhiên như sống dậy, nó luồn vào trong cát rồi không biết chui đằng nào mà biến mất tăm mất dạng. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ dây điện thoại lại mọc chân biết chạy à?
rồi tất cả đổ xô lại giúp Tư Ma Khôi bới cát. Bơi sâu cả nửa mét vẫn không tìm thấy gì. Tư Ma Khôi bỗng nhiên cảm thấy có gì chẳng lành. Anh nhỏ giọng bảo ba người còn lại: đừng tìm dây điện thoại nữa. Trong biển cát này căn bản chẳng có thứ gì đâu. Mọi người mau chạy về hướng đông. Lát nữa bất kể nghe sau lưng phát ra tiếng gì, không tuyệt đối không được quay đầu lại nhìn đó. Hết hồi thứ tư, chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ năm, cổ tịch biệt bảo. Hai ngọng còn định tiếp tục bới hố cát tìm sợi dây màu trắng thì nghe Tư Ma Khôi giục mọi người nhanh chóng rời khỏi đây. Anh mới ngỡ người vì không hiểu gì, bèn hỏi: đằng sau có động tĩnh gì à? Sao lại không được quay đầu nhìn hả? Tư Ma Khôi vừa nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh, vừa trả lời Hải Ngọng: cậu chỉ cần quay đầu nhìn một cái, khả năng sẽ sợ khiếp vía đến nỗi chân mềm nhũn không chạy nổi nữa đâu đấy. Hải Ngọng không phục đáp: từ xưa tôi đã bị phần tử xấu xa nhà cậu xúi dục mà nèn vào nhà bếp ăn trộm thịt quay. Kết quả bị nhân viên nhà bếp thả hai con chó truy đuổi. Hai con ôn vật đấy bám giết tớ như đồ nghiệt chủng, tớ không có cuống quýt tí nào đâu. Thằng Hường Lần và đội trưởng Lưu Giang Hà nhìn thần thái căng thẳng của Tư Ma Khôi thì biết anh không hề nói đùa. Hai người còn định hỏi cặn kẽ thì Tư Ma Khôi đột nhiên đứng bật dậy, hét gọi mọi người: nguy rồi, chạy mau. Thì ra khi nãy Tư Ma Khôi bơi hố cát tìm đầu kia của đường dây điện thoại, nào ngờ lúc giật nó lên lại không thấy đâu nữa cả. Anh tiếp tục bới xuống sâu hơn thì phát hiện có vô số hang cát nhỏ tí tẹo. Thầm nghi có lẽ trong bóng tối anh đã lầm tưởng như con rắn cát màu trắng là đường dây điện thoại. Nhưng sinh vật nhỏ bé nằm lần mình trong biển cát bị kinh động, bèn nhất loạt chạy trốn mất tăm mất dạng. Còn biết tìm ở đâu nữa bây giờ? Mặc dù có bắt được chúng thì cũng không thể biến nó thành sợi dây chỉ hướng. Cùng lúc đó, anh lại cảm nhận luồng gió tanh tươi từ xa thổi tới. Tiếng động lớn dần như nước chiều dâng, dường như âm thanh đều đổ về hướng bộ xương cá voi. Chỉ có phía đông là tương đối im lìm. Tư Ma Khôi nhận biết kẻ sắp đến không mang thiện ý, chỉ dựa vào khẩu thần công cổ lô sĩ thì cũng khó lòng đối đầu nghênh chiến với chúng được. Thế là anh vội vã đứng dậy, miệng lớn tiếng hét gọi mọi người cùng rút lui về hướng đông. Lúc này hội Hải Ngọng đang nghe thấy động tĩnh từ nơi sâu trong biển cát văng vẳng truyền đến. Ai nấy đều biết đại nạn sắp giáng xuống đầu, dù hiểu rằng chỉ cần rời xa đường dây điện thoại do đội khảo sát liên hợp liên trung lắp đặt thì sẽ bị lạc trong cực vực dưới lòng đất bốn bề bóng tối mênh mông. Nhưng nếu còn chần chừ không chạy trốn thì sẽ chết không toàn thây ngay tức khắc. Vì vậy không cần cân nhắc, cô biết nên lựa chọn cây nào. Ban đầu mọi người chỉ đi nhanh, nhưng âm thanh bò trườn càng lúc càng dồn dập, chúng đang đuổi theo sát nút, nên mọi người vội co cẳng chạy thục mạng. Trong lúc chạy sắp đứt hơi, ai còn muốn quay đầu nhìn xem thứ đang đuổi mình từ sau. Ngoài trừ Thắng Hương Lân ra, hội ba người Tư Ma Khôi, Hải Ngọng và đội trưởng Lưu Giang Hà đều có kinh nghiệm chiến đấu việt dã, vượt núi băng rừng băng băng như chạy trên đất bằng. Có điều ở đây chỗ nào cũng toàn cát vàng, kết cấu vừa mềm vừa xốp, giẫm một cái là lún sâu tít, càng dùng sức lại càng chậm chạp. So với vượt sơn địa khê cốc thì chạy ở đây còn gian nan gấp vạn lần. Hải Ngọng cuống cuồng như kiến bò trong chảo, kết quả dục tốc bất đạt lại còn bị ngã ra đất rồi lăn xuống sườn dốc thoai thoải. Tư Ma Khôi đành dừng chân chạy, chìa tay kéo cậu ta lên. Đúng lúc này anh nghe thấy tiếng Thắng Hưng Lân và Lưu Giang Hạ đồng thanh thét lớn: cẩn thận! Tư Ma Khôi cũng cảm thấy luồng gió lạ thổi vù vù phía sau, bèn buông tay thả Hải Ngọng xuống, rút dao săn quay tay ra sau chém mạnh. Chỉ nghe tiếng phập khô khốc như bổ vào vỏ cây khô. Soi đèn quặng thì thấy con quái xà dài chừng nửa mét bị dao phang đứt thành hai đoạn, còn rắn to như cổ tay trẻ em, hai bên mạng sườn có đôi cánh thịt, thân mình trong suốt sáng rực, nhìn thấu cả nội tạng, bên trong mọc chi chít vô số gai thịt. Lúc này, cơ thể phân thành hai đoạn với hàng trăm đốt thịt đang ngọ nguậy uốn éo. Tư Ma Khôi thầm cảm thấy việc này rất quái lạ. Sao bọn chúng
lại bám giết lấy chúng ta thế nhỉ? Vừa mới ngẩn người ngẫm nghĩ, bỗng nhiên anh thấy cát đá dưới chân ầm ầm rung chuyển, triển cát chỗ anh đang đứng sụt lún thành một khuôn động lớn. Một con thằn lằn run từ sâu bên trong thình lình trườn ra, đầu giống như đầu rết, thân hình to như cái chum khổng lồ. Con rắn chết bị phân thành hai khúc khi nãy bị nó hút vào bụng cùng lượng lớn cát bụi. Mọi người cuống cuồng tháo lui. Đội trưởng Lưu Giang Hà chạy trốn không kịp, lại còn bị trượt xuống hố cát, chân tay luôn sâu trong dòng cát, không thể dãy dụa nổi. Hải Ngọc đứng gần anh chàng nhất, đưa tay bám lấy ba lô của Lưu Giang Hà, gắng sức kéo lên. Lúc này nghe vang vẳng bên tai tiếng trẻ con, tựa hồ như tiếng khóc. Hải Ngọc vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cái lưỡi con thằn lằn run không ngừng phình to thập thò. Nó chỉ cách anh chừng nửa thước. Hải Ngọc hoảng sợ mất hết cả hồn vía. Trong lúc cấp bách, anh bèn vận hết sức lực để nhặt khẩu K54 của Lưu Giang Hà, quyết sống mái một phen với con quái vật. Nhưng khổ nỗi thân súng quá dài, căn bản không thể xoay chuyển được. Đúng lúc ấy, Từ Ma Khôi kịp thời giương súng ngắm bắn. Con thằn lằn run vừa chui ra từ độc cát, bị đạn bắn hơi co người lại một chút. Hệ thần kinh dưới tầng đốt thịt của nó phân bố theo hình mạng lưới, nên súng đạn không phát huy được mấy công dụng. May mà nhân khoảnh khắc ngắn ngủi đó, thằng Hưng Lân cũng kịp quăng dây thừng xuống. Hai người bám cả chân lẫn tay vào sợi dây, cuống cuồng bỏ lên mép hố. Bốn người liều mạng chạy nhanh khỏi dòng cát lún. Nhưng vừa chạy được mấy bước thì phía trước lại là một động cát lún giống như hố xoáy đen ngòm. Bên tai nghe tiếng cát trôi rào rào, không biết xung quanh còn bao nhiêu hố cát nữa. Từ Mà Khôi cũng biết thằn lằn run hay run tử thần chẳng qua cũng chỉ là loài sâu bọ ngu ngốc chuyên ăn vụn thịt mục nát, không dễ dụ chúng chui ra khỏi hang. Nhưng một khi đụng độ phải nó thì cũng rất khó đối phó. Và lại nghe động tính thì có vẻ lực lượng của chúng cũng khá khiếp người. Bốn phía xung quanh trống toang hoác, nếu không tìm được điểm tựa chỉ sợ mọi người đành phải bỏ mạng tại đây. Lúc này mọi người không để ý đến phương hướng gì nữa, tất cả đồng loạt lùi xa khỏi động cát đang lún xuống, chạy thật nhanh về phía đông. Bất chợt tiếng sấm trên cao rội xuống rền vang, một vần rơi từ trên tầng mây dày nặng đập vào mũ pith helmet của Từ Ma Khôi. Tuy tính năng bảo vệ của mũ cối lõi kép rất tốt, nhưng anh vẫn cảm thấy mặt mũi tối sầm. Đưa mắt nhìn xuống đất, thấy vật vừa rơi xuống trúng đầu là một viên đá tròn xoay to như trái đào. Dòng khí đôi lưu trên tầng mây giữa không trung chịu ảnh hưởng của địa áp, sản sinh sự xung đột mãnh liệt, gây ra cơn mưa đá xối xả. Từ Ma Khôi thầm nghĩ, trách gì phía đông yên ắng khác thường, thì ra là sắp mưa đá. Dân gian gọi mưa đá là nạn đá. Viên đá to nhỏ không đồng nhất, viên nhỏ nhất có khi chỉ bằng hạt gạo, nhưng cũng có những viên đá to đường kính lên tới mười mấy cm. Trong tình trạng không có gì che chắn đã xảy ra thảm cảnh người và gia súc bị đá đập trúng đầu mà chết. Mọi người tự biết sự lợi hại của mưa đá, liền vội lấy chăn bông trong ba lô ra, mau chóng phủ lên, dùng súng và ba lô làm giá đỡ. Tất cả co người cuộn tròn trốn bên dưới tránh trận mưa đá xuất hiện đột ngột. Từ Ma Khôi bị đá rơi trúng đầu, giờ mới thấy ngâm ngầm đau. Khi nay chạy trốn gấp gáp quá, khiến lồng ngực có cảm giác khô rát khó chịu. Anh bèn nhặt một viên đá lên cho vào mồm nhai. Thằng Hưng Lân đang thở hổn hển, thấy Từ Ma Khôi làm vậy, thấy lạ nên hỏi. Bây giờ anh vẫn còn tâm trạng ăn đá nữa sao? Chúng ta đã bị lạc đường trong biển cát rồi đấy. Từ Ma Khôi đã có tâm sự trong lòng. Anh lờ đánh trả lời. Răng tôi đau. Nghe các cụ nói ăn món này đỡ nhức răng lắm. Hải Ngọng cũng nhặt một viên đá đút vào trong miệng. Bây giờ còn nghi ngợi phương hướng là cái que gì? Ngất trận mưa đá này, bọn quái vật trong động cát lại mò đến. Mắt cận thì phải no kiếm kính cận. Chúng ta phải tìm cách giải quyết vấn đề trước mắt cái đã, đúng không? Nói đoạn, anh quay sang Lưu Giang Hà bảo. Khi này anh Hải Ngọng không mạo hiểm cứu chú một mạng thì bây giờ chú em đã cách mạng triệt để rồi còn gì. Đội trưởng Lưu Giang Hà cảm ơn rối rít. Anh chàng vừa cảm kích vừa hổ thẹn. Từ Ma Khôi bỏ ngoài tai tất cả lời của mọi người,
lòng anh bỗng dưng như bị kích động mà thốt lên. Không đúng, loài thằn lằn run để bò ra từ lòng cát sâu. Bọn chúng hoạt động thông qua sự biến đổi về nhiệt lượng và sự cảm nhận về chấn động. Ở khoảng cách xa như vậy, lẽ ra chúng không thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng ta mới phải. Nếu đây chỉ là sự ngẫu nhiên, thì tôi nguyện móc con người của mình ra, bày trước mặt cho mọi người ăn đấy. Thằng Hưng Lân nói, không cần thể thốt độc địa thế, rốt cục anh định nói gì? Từ Ma Khôi nói, tôi thấy bên người chúng ta chắc chắn có dấu vật gì đó mà khiến lũ sinh vật đáng sợ đang ẩn mình trong cát bị dẫn dụ ra ngoài. Anh nhớ lại, lục quay mạnh về phía sau. Khi bắt đầu chạm chân xuống sa mạc, anh đã nhìn thấy một con ác ma xuất hiện ngay sau lưng. Hai tay nó đặt lên vai anh. Nếu khi nhìn kỹ lại thì chỉ thấy bóng tối đen ngòm. Anh không thể giải thích hiện tượng đó, thậm chí còn hoài nghi hay mình bị ma nhập. Bây giờ hồi tưởng lại, mới thấy lúc đó phía sau mình chỉ có mỗi chiếc ba lô này. Thế là anh quăng nó xuống, kiểm tra cẩn thận. Anh lôi từng món đồ trong ba lô ra. Ngoại trừ pin thì toàn là đồ hộp tìm thấy dây chạm thám chắc trung tâm. Cô không phát hiện ra vật gì khác thường. Nào ngờ, khi lục đến đáy ba lô, đột nhiên anh sờ phải vật gì đó. Cảm giác tay mình dường như bị ai đó nắm chặt. Từ Mạc Hồi thầm nghĩ, quái lạ, chiếc ba lô này đựng đồ đầy ắp, phía dưới làm gì có đủ chỗ cho người trốn được. Anh thu hết can đảm, chộp lấy nó giật mạnh lên. Chẳng ngờ, thứ anh chộp được lại là cánh tay trái của người chết. Cánh tay đó dường như được bôi phết thứ thuốc bí mật nào đó, để không có mùi máu tanh, cũng không bốc mùi hôi thối. To như cánh tay người thường, sau khi bị vứt ra ngoài, ngón tay vẫn khe khẽ động đậy. Mọi người đứng bên cạnh nhìn, ai nấy đều kinh ngạc tột độ. Đây là cánh tay của ai vậy? Sao nó vẫn còn cử động được chứ? Từ Mạc Hồi nhìn hình dáng thì biết, đây chính là cánh tay còn lại của căn phòng số 86. Có khả năng hắn đã giấu vào đáy ba lô của anh bên dưới lớp pin. Lúc mọi người hỏa táng thi thể giáo sư nông địa cầu ở dòng sông ngầm, lúc mọi người bổ sung vật tư trong nhà kho, cũng không hề phát hiện thấy nó. Từ Mạc Hồi lấy dao rạch cánh tay, móc ra một cục thịt nằm sâu bên trong. Đây chính là viên ba hỏa. Khả năng mọi tay bay vạ gió đều do vật này gây ra cả đây. Mọi người quay lại gần xem thì thấy cục thịt có màu đỏ sậm, bề mặt phân bố chẳng chịt, nhưng tia máu giống như dây thần kinh. Nhìn lại cánh tay đang lăn lóc trên mặt đất thì thấy nó đang nằm yên bất động. Bây giờ mới biết hai cánh tay của căn phòng số 86 đều có ba bảo. Trước lúc chết, hắn còn để lại độc chiêu cuối cùng hãm hại mọi người. Cho đến lúc này, dường như mọi sự việc đều nằm trong sự tiên liệu của cuốn cổ thư biệt bảo. Chỉ hiềm một nỗi, nội dung quá mập mờ khó hiểu, nên không ai nghĩ ra trước khi sự việc xảy đến. Ngoài trừ điều này thì trong lòng Tư Ma Khôi còn có một vài nghi hoặc khác mà không thể lý giải. Cánh tay người chết trong ba lô đã xác định là của căn phòng số 86, thì vì sao con ác ma mà mình nhìn thấy lại có khuôn mặt giống hệt với kẻ cầm đầu nấm màu xanh? Chẳng lẽ nó là... Lúc này, cơn mưa đá đang ngớt hẳn, biển cát nóng rang. Mưa đá rơi xuống không lâu liền hóa thành hơi nước bay mịt mù như biển sương. Hải Ngọc châm lửa đốt viên ba bảo, lại nhìn thấy cánh tay người chết nên thấy ngơ mắt, bèn đốt luôn thể. Trong chốc lát, mùi hôi thối lan tỏa khắp không gian. Thằng Hưng Lần thấy bốn phía xung quanh im phăng phắc, mới dần yên tâm trở lại. Cô nói với Từ Ma Khôi, may mà anh phát hiện kịp thời, mới tránh được nạn lớn vô hình. Nhưng giờ đây, chúng ta đã hoàn toàn mất phương hướng, căn bản không thể xác định được vị trí hiện tại. Lúc thường anh nghĩ ra bao nhiêu quỷ kế, bây giờ đang nghĩ ra cách gì chưa vậy? Từ Ma Khôi không còn tâm trạng nào để ý đến điều này. Anh chỉ lắc đầu biểu thị bó tay hết cách. Lúc này, ba người còn lại đã sắp xếp xong hành lý, chuẩn bị tiếp tục đi sâu vào biển cát tìm kiếm mục tiêu. Trong khi đó, Từ Ma Khôi vẫn loài hoài thò tay quả quặng khắp đáy ba lô, nhưng không thấy tầm tích cuốn cổ thư biệt bảo đâu cả. Anh lo lắng hỏi Thắng Hương Lân xem còn nữ anh đã bỏ nó ở đâu không.
Thằng Hưng Lần thấy lạ bèn hỏi lại. Cuốn sách cũ đó nội dung thần bí cổ quái, xem cũng vô ích, huống hồ có ai hiểu đâu, sao anh phải sốt ruột tìm nó làm gì? Từ Ma Khôi nói, chủ nhân đích thực của cuốn cổ tịch biệt bảo đó chính là Đấm Bổ Xanh. Nếu chúng ta không tìm thấy nó thì gay go tò đấy. Hết hồi thứ 5, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp hồi thứ 6, Viên Xà Tử. Từ Mạc Hồi nhớ đến nội dung ly kỳ mập mờ trong cuốn cổ tịch biệt bảo. Có lẽ đúng như lời đội trưởng Lưu Giang Hà nói khi trước, trong cuốn cổ thư đó ẩn chứa những thứ vô cùng tà ác. Rất có thể nó chỉ là một kẻ địch khác mà Nấm Màu Xanh cử đến. Nếu không thì sao tự dưng anh lại nhìn thấy ma quỷ? Thằng Hưng Lần bán tín bán nghi. Một cuốn thư tịch cũ kỹ rách nát thì có thể làm nên trò trống gì? Chỉ cần anh không đọc nó là được. Huống hồ thân phận của thi thể nằm trước cửa Hắc Môn và những bức hình cổ quái vẽ minh họa trong cuốn cổ thư vẫn chưa thể xác định chính xác thì làm sao dám đoán định nó có liên quan đến Nấm Màu Xanh? Quả thực Từ Ma Khôi cũng không thể giải thích rõ ràng, vì rốt cục chỉ một mình anh tận mắt nhìn thấy bóng ma đó mà thôi. Nhưng việc này chắc chắn là liên quan đến cuốn cổ tịch biệt bảo có lai lịch bất minh kia. Bây giờ nó lại bỗng dưng biến mất một cách kỳ lạ. Có lẽ trong lúc cuống cuồng chạy trốn, nó đã lọt ra cạnh ba lô rồi rơi xuống, thất lạc giữa biển cát mênh mông và bóng tối ngút ngàn tầm mắt. Bây giờ có muốn tìm cũng căn bản không thể tìm thấy nó được nữa. Từ Mạc Hồi thấy cơ sự đã đến nước này thì biết việc phải đến, sớm muộn gì cũng sẽ đến. Có muốn trốn tránh cũng không thể tránh được. Thế là anh tạm thời gác chuyện đó sang một bên, tiếp tục cùng ba thành viên còn lại tiến sâu vào biển cát. Đội thám hiểm vô định quay về đường cũ, nhưng giờ đã mất phương hướng. Trong môi trường nóng rát khắc nghiệt này, thứ duy nhất có thể thu vào tầm mắt là những triền cát nhấp nhô trải dài miên man, không thể phân biệt được đông tây nam bắc. Khắp địa hình khô giang giống nhau như đúc, không hề có chuyển biến gì. Mọi người có cảm tưởng dường như họ chỉ đi quanh quẩn rồi vòng về điểm xuất phát. Kinh nghiệm thăm dò trác họa của Thắng Hương Lân khá phong phú, và lại cô còn sở hữu cảm giác phương hướng bẩm sinh bén nhạy hơn người bình thường. Nhưng quy mô không động trong cực vực này đã làm đảo lộn mọi khái niệm địa lý. Thiết bị đo lường la bàn đa năng K62 cũng hoàn toàn mất tác dụng trong bóng tối. Nếu không xác định được vị trí một cách chính xác thì chỉ e có đi từ giờ đến giờ, rồi liên tiếp trải qua ba kiếp cũng không thể tìm thấy mục tiêu. Từ Ma Khôi cũng bó tay bất lực, hành quân trong biển cát mênh mông bát ngát dưới lòng đất, không tìm thấy bất kỳ vật tham chiếu nào. Tuy có la bàn quân dụng chỉ đường, để cùng không thể liên tục điều chỉnh phương hướng. Muốn duy trì hướng đi theo đường thẳng còn khó, nói gì đến việc tìm một mục tiêu đặc biệt ở cách xa cả mấy cây số. Anh vừa đi vừa hoang mang, bỗng nhìn thấy dưới dòng cát lún lấp ló một màu xương hàm của cá voi. Ai bèn dừng lại quan sát tỉ mỉ. Hải Ngọng rục rã, theo tớ thì cậu đúng là người có bản lĩnh gia truyền chứ danh đấy. Ngay cả hạt cát cũng có thể phân biệt được hạt đực hạt cái. Bây giờ không nắm bắt thời gian mau chóng xác định phương hướng đi, còn ngồi đó ngắm nghía cục xương cá voi đó làm cái gì? Từ Ma Khôi bỗng nhiên nhớ đến việc tàu ngầm cá voi đều dùng bộ định vị sóng âm sonar và từ trường để định vị. Cá voi ngày xưa khác với cá voi bây giờ, thể tích nó to lớn gấp nhiều lần, bởi thế mới gọi là cá voi cổ đại. Anh cũng từng nghe các bô lão kể chuyện ngư dân săn bắt cá voi. Mỗi dịp giao mùa xuân hạ, ngư dân bên bờ biển lại tụ tập ở miếu thần thắp hương cầu khấn, xin âm dương xem Long Vương có cho phép bắt cá voi hay không. Một khi tiền cười thì biết có con cá voi nào đó đã đắc tội với trời đất và trở thành mối họa của biển cả, người dân được phép săn bắt. Thế là mọi người bèn ném rất nhiều từ thạch, tức nam châm tự nhiên, xuống vùng biển gần đó, rồi tụ tập nhiều tàu thuyền, tuyển chọn những ngư dân khỏe mạnh vạm vỡ, thông thạo sông nước và giỏi ném lao nhất, chuẩn bị những cây lao mũi nhọn hoắt buộc dây thừng dài, lên thuyền gỗ liễu
mau chóng ra khơi chờ đợi. Vì sao lại dùng thuyền làm bằng gỗ liễu? Thì ra mọi vật trên đời đều có thứ khắc chế. Thứ cá voi cổ đại quý kỵ nhất chính là gỗ liễu già. Sau đó, họ lại cử những tay thợ săn lao luyện giỏi quan sát sự biến đổi của sắc biển, trèo lên đỉnh núi phóng tầm mắt ra xa. Lúc nào thấy mặt biển ngoài khơi, cách trên trăm dặm, bỗng dưng nổi sóng lớn. Sóng bạc đầu nhẹ nổi lên trên, mây đen bập bềnh phía dưới. Thế nước ào ào, tiếng chiều dâng ầm ĩ là biết cá voi đã đến gần. Họ đốt lửa làm tín hiệu, thông báo cho các ngư dân trên thuyền gỗ liễu chuẩn bị hành động. Ngay sau đó, chỉ thấy miệng cá voi không ngừng phun bọt nước bay mịt mù, dương vây xuất hiện. Trong phút chốc, sóng dâng cao như núi, sầm sập như ngàn quân vạn mã, ầm ầm lao đến. Nó phun mưa xối xả từ dưới biển lên không trung giữa ngày trời quang mây tạnh, khiến ngay cả người đứng trên bờ cũng bị ướt sũng quần áo. Lúc này, mọi người trên thuyền đồng tâm hiệp lực, cùng ném lao vun vút, âm thanh vang dội khắp một vùng biển. Nhảy lông con cá voi hoảng hốt lặn xuống nước, các ngư dân lại tiếp tục phóng ra những mũi lao sắt sắc nhọn. Loại mâu xiên cá này không thể hạ sát nổi con thủy quái, mà chỉ làm nó bị thương. Còn cá voi bị thương sau khi ngập trong nước mặn tất sẽ chết, lặp đi lặp lại nhiều lần. Còn cá voi chết sẽ nổi lên trên mặt biển, ngư dân bèn dùng móc câu thép và thuyền lớn kéo nó vào bờ. Sau khi vào bờ, thế còn cá voi quả thực to lớn, chẳng khác nào chai núi, miệng rộng đến mười mấy mét, hàm dưới mỏng cây râu dài như đuôi bò. Bên ngoài là làn da mỏng, bên trong có xương sụn mềm. Các ngư dân dùng gỗ thông chống cái miệng đen ngòm như hang động của nó lên. Lúc này bắt buộc phải lấy tỏi bịt lỗ mũi, nếu không sẽ ngạt thở vì mùi hôi thối bốc ra từ bên trong. Sau đó họ bắc thang châm đèn nến chui vào bụng con cá voi từ cổ họng, cắt lấy dầu cao cá. Loại dầu cao này có thể chế tác ra thứ dầu thắp rất quý hiếm cho đèn trường minh. Đèn trường minh, trường minh đăng là loại đèn được thắp sáng liên tục, chủ yếu dùng cho việc thờ cúng. Riêng phần đuôi cá voi có thể chiết xuất hàng trăm ngàn cân dầu cao. Nếu phần xương thịt còn lại thì mọi người tùy ý chia nhau. Có một lần, người ta kéo vào bờ một con cá voi còn chưa tắt thở hẳn. Khi bị dao xé thịt, nó đau quá không chịu nổi, liền quay mạnh đuôi trở mình. Phụt chồng đã đè bẹp chết mấy chục người một lúc. Hải Ngọng và đội trưởng Lưu Giang Hà vẫn không hiểu vì sao Tư Ma Khôi đột nhiên lại kể câu chuyện không liên quan gì đến tình hình hiện tại. Chỉ có Thắng Hương Lân là hiểu ra chút manh mối. Các ngư dân ném rất nhiều từ thạch chìm xuống lòng biển là để dụ dẫn lũ cá voi từ ngoài đại dương bơi vào gần bờ. Các sinh vật cổ phần lớn đều có thể xác định vị trí chính xác nhờ vào từ trường của bản thân. Đáng tiếc là con người chúng ta lại không có công cụ định vị tuyệt vời này. Tư Ma Khôi nói, bây giờ chúng ta cũng có thể mượn từ trường sinh vật để định vị mục tiêu. Cực vực dưới lòng đất sâu có từ hàng ngàn vạn năm trước từng xuất hiện cá voi lai vãng, giờ đây đã biến thành biển cát cô tịch, vạn vật chết khô, dường như không còn bất kỳ dấu tích sinh mệnh nào mà tìm kiếm. Nhưng ở sâu trong lòng cát vẫn còn một số loài sinh vật nằm ẩn mình như bọn thằn lằn run, nhất là rắn trắng. Trong ngũ hành thì màu trắng biểu tượng cho kim. Trong đầu rắn phần lớn chưa viên tử, còn gọi là xà tử, có thể trợ giúp chúng ta trong việc định vị. Thắng Hương Lân nói, côn trùng, rắn rết trong sa mạc đều là loài kịch độc, làm cách nào để có thể bắt được chúng đây? Hải Ngọng tự nhận mình thông thuộc ngón này. Hồi ở vùng núi Miên Điện, không biết tôi đã nổ ra bao nhiêu con rắn. Tay nghề này mà không sử dụng nữa thì phí quá. Các cậu cứ việc đứng sang một bên, rồi chống mắt lên mà nhìn nha. Lần này anh chàng không hề khoác lác. Nhớ năm xưa, Tư Ma Khôi và Hải Ngọng theo đội du kích trốn vào núi sâu chẳng biết mấy tháng. Khi đó trong đoàn có thành viên là dân bản địa Miến Điện, thường dẫn hai người cùng vào rừng bắt rắn. Vào mỗi đêm trăng sáng, anh chàng Miến Điện đó lại dặn dò hai người, hãy nhớ kỹ, tất cả những gì nhìn thấy đều không được hốt hoảng, cũng không được lên tiếng. Thế là anh ta đốt hương liệu dụ rắn ra khỏi hang,
Sau đó dẫn hai người trốn sau gốc cây quan sát. Rắn trong rừng rậm nguyên sinh đúng là thiên biến vạn hóa, đếm không xiết có bao nhiêu điểm quái dị. Có con vầy bạc lấp lánh, có con hai mắt sáng quắc như đèn pha, miệng phun phì phì độc khí ngũ sắc rực rỡ như cầu vồng sau cơn mưa. Có con thân mình đỏ au như vầng dương vừa nhô lên khỏi mặt biển. Có con đầu lại giống hồ ly. Con màu vàng, con màu trắng, hầu như màu nào cũng có, to nhỏ ngắn dài khác nhau. Có con lại đeo màu ngật ngưỡng như màu gà, thân mình dẹt lép như cây thắt lưng. Hoặc có con da trơn đen xì giống như cá trạch. Chúng muôn hình muôn vẻ kỳ quái, chủng loại nhiều vô số kể. Thế nhưng chỉ cần đến thời khắc nửa đêm, bất kể bắt được bao nhiêu rắn, anh chàng Miên Điện cũng lập tức dập tắt hương liệu, dẫn hội Tư Ma Khôi và Hải Ngọng hấp tấp rời khỏi rừng. Nếu thắc mắc vì sao không ở lại lâu hơn chút nữa để bắt thêm vài con, thì mặt anh ta thoát nhiên biến sắc, lấy tay ra dấu nói với mọi người: nếu còn không mau rời khỏi đây, sẽ dụ xả vương ra ngoài hàng đấy. Thủ đoạn bắt rắn của Tư Ma Khôi và Hải Ngọng đều học từ người Miên Điện bản địa này. Có điều, tập tính của rắn sống trong rừng rậm và sống trong sa mạc không giống nhau. Hiện tại, cũng không có hương liệu, nên đành phải dùng báng súng liên tục thọc sâu xuống hố cát, tạo ra những cơn chấn động nhẹ, dù bọn rắn đang ẩn mình trong khe cát sâu ra ngoài. Cái này quả nhiên rất hiệu nghiệm. Chỉ thấy một con rắn trắng dài chừng nửa mét bò ngoằn ngoèo lại gần. Trong chớp mắt, khoảng cách giữa nó và Hải Ngọng chỉ còn vài bước. Nó đột nhiên phóng vút như tên bay, chuẩn bị đâm thẳng vào mặt đối thủ. Hải Ngọng nhìn rõ đây là loài rắn độc viper miệng nhọn, răng nanh dựng đứng hoàn hoắt. Người nào bị nó cắn phải chưa đầy năm bước thì toàn thân đã tím đen mà chết. Trăm người không cứu sống nổi một người. Nhảy lúc con rắn vân chưa bật hẳn người lên, anh liền dẫm mạnh chân một cái. Con rắn hoảng sợ vì chấn động đột ngột, bèn lùi sang bên cạnh. Hải Ngọng nhìn thấy điểm sơ hở, bèn ra tay nhanh như điện, tóm lấy cổ nó, đồng thời dẫm chân vào đuôi nó, kéo thẳng đứng, thuận thế miết dọc sống lưng. Con rắn mềm nhũn trong tay anh không dây dụa phản kháng gì nữa. Ba người đứng ngoài gieo hò cổ vũ, rồi cùng xuống lại xem. Viên xà từ trong đầu con rắn chỉ bé bằng hạt gạo, nhưng hướng đầu nó chỉ khi cuộn tròn, chắc chắn là hướng đất có dấu mạch sắt. Đây cũng là bản tính trời sinh khiến nó tự nhiên hành động như vậy. Nhờ đó mà cả đội có thể điều chỉnh phương hướng, chỉ cần lần dây mò quả là có thể tìm thấy mục tiêu ở cách đó mấy cây số. Mọi người mò mẫm trong bóng tối tiến về phía trước. Từ Mạc Hồi bỗng nhiên cảm thấy người Liên Xô sử dụng phương pháp viễn thám điện trường, liên tục tiến hành thám chắc đi thám chắc lại, nhưng phần lớn kết quả thu được khi thám chắc cực vực đều bị để trắng. Kỳ thực điều này cũng không có gì kỳ lạ, bởi vì bản thân cực vực chính là không động, nằm giữa lớp vỏ và lớp phủ trái đất. Căn cứ theo lời của Thắng Hương Lân thì phương pháp viễn thám điện trường lòng đất cần phải có môi trường tương ứng. Nếu dưa địa tầng tồn tại đứt gãy sẽ khiến điện trường bị hao kiệt quá mức. Bởi vậy, cơ bản không thể đo được bất cứ biểu đồ gì. Nhưng vì sao lại có mấy trang hiển thị kết quả biểu đồ thám chắc? Hai vật thể bằng sắt tồn tại dưới lòng đất phải chăng chỉ xuất hiện vào một thời điểm đặc biệt nào đó? Nếu đúng là vậy, thì phương hướng viên xà tử chỉ cũng chưa hẳn đã chuẩn xác. Thằng Hưng Lân nói với Tư Ma Khôi: thời gian đặc biệt đó có lẽ là lúc 12 giờ 30 phút. Khi ấy, trong từ trường sẽ xuất hiện xương đen. Theo quan điểm của người Liên Xô, thì đây chính là tầng tro bụi màu đen còn tồn tại dưới lòng đất sau vụ nổ thiên thạch. Bên trong khả năng chứa một lượng lớn sóng bức xạ điện tử. Nó liên tục lặp lại theo chu kỳ cố định. Lúc xương đen xuất hiện cũng là lúc sóng điện phủ rộng khắp cực vực. Bởi thế, ở thời điểm đó, điện trường có thể lan truyền xuống đáy động và thu được các số liệu thám chắc hiển thị trên biểu đồ phản hồi. Từ Mạc Hồi nhìn đồng hồ, còn 4 tiếng nữa mới đến 12 giờ 30 phút, vẫn đủ thời gian để tìm hai vật thể sắt thần bí. Nhưng tìm thấy rồi thì sẽ làm gì? Ban đầu, anh nghĩ chỉ cần chạm tới bí mật trong lòng cực vực là có thể tìm thấy lời giải cho mọi ẩn số bao quanh nấm bổ xanh. Nhưng càng tiếp cận gần mục tiêu,
thì anh lại càng cảm thấy khoảng cách tới chân tướng sự thật lại bị đẩy ra xa hơn. Có trời mới biết vì sao dưới lòng đất lại có hai cục sắt lớn với thể tích ngang ngửa cô tàu ngầm của Liên Xô. Có thật nó sẽ cho anh đáp án cuối cùng về mọi bí mật chưa biết không? Thằng Hương Lần cũng cảm thấy con đường phía trước thật mờ mịt, khó đoán, để cô vẫn tin tưởng vào phán đoán của giáo sư nông địa cầu. Yêu nhĩ lâu lan chính là lời giải cho mọi ẩn số, thân phận và lai lịch của đấm màu xanh, cùng mục đích thật sự của tổ chức ngầm này. Cả Long Ấn Triều Hạ như bản mật mã trong mật thất của tòa nhện vàng, đội khảo sát liên hợp Liên Trung và con tàu ngầm Z615 bị mất tích nữa. Tất cả những ẩn số này đều liên quan đến cực vực trong kính viễn vọng lốp nò. Mỗi người đều tự dự đoán các kết quả khác nhau. Bằng qua những triển cát nhấp nhô chẳng chịt, cảm thấy địa hình dưới chân cũng dần dần nâng cao. Lúc này, trong biển cát xuất hiện một vật thể bằng sắt khổng lồ, đầy thần bí. Nó im lìm lặng lẽ, sừng sững uy nghiêm. Trong bóng tối mịt mùng, không thể nhìn rõ hình dạng và kích thước thật của nó. Chứng kiến nó chỉ khiến người ta cảm thấy biển lớn thời gian đang dậy sóng chiều dâng. Trải qua hàng tỷ năm, những vết tích cổ xưa còn lưu lại đến ngày nay đã trở nên mờ nhạt. Đứng trước chân tướng sự thật, hội Tư Ma Khôi ngẩn người tròn mắt nhìn, không kiềm chế được đã khe khe thốt lên đầy kinh ngạc. Thần linh thổ địa ơi, cái này rốt cục là thứ gì vậy? Hết hồi thứ 6. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 7, Người Sắt. Người Liên Xô dùng thiết bị thăm dò vật lý thám chắc đã thấy hai vật thể bằng sắt nằm dưới lòng cực vực, hình dáng hao hao giống chiếc tai người, tựa hồ đang lặng lẽ lắng nghe những pháp dụ thần minh trong thế giới dưới lòng đất tĩnh lặng này. Hai vật thể bằng sắt cổ xưa không rõ lai lịch đứng sừng sững trong biển cát sâu 16.000 mét như một kỳ tích. Giờ phút này, tuy mọi người đã tận tay chạm vào nó một cách xác thực, nhưng vẫn cảm thấy rất khó lý giải. Bất kỳ vật gì được nhìn dưới góc độ chủ quan để mang tính trừu tượng, mà trừu tượng có nghĩa là không chân thực. Đôi khi con người tận mắt nhìn thấy sự vật nhưng chưa chắc đã lý giải được ý nghĩa của sự vật đó. Mọi người đứng sững nhìn khối sắt cao hơn 100 mét một hồi lâu, người nào cũng thất sắc lặng tiếng. Vật thể khổng lồ lạnh lẽo thô ráp kia dường như hoàn toàn hòa quyện làm một với bóng tối. Khí phách thâm trầm lấn át của nó khiến người ta hồn siêu phách lạc. Trên bề mặt nó mang rất nhiều vết tích bị nước ăn mòn rõ nét. Lớp vỏ ngoài gợn sóng trên bề mặt là tổ hợp những làn nứt sâu theo chiều dọc và hõm trũng theo chiều ngang, nhưng vẫn chưa bị han gì. Dường như mỗi dấu ấn thời gian mài mòn xâm thực trên nó đều tồn tại một loại nhân tố thần bí khó lòng giải thích được. Bề mặt lồi lõm lỗ chỗ của nó như ngầm ám thị sự trôi chảy của thời gian từ xa xưa của niên đại. Nếu không tiếp xúc ở cự ly gần và chưa biết dưới lòng đất có đến hai vật thể bằng sắt với thể tích tương đương, thì chắc hội Tư Ma Khôi đang nghi nó là cỗ tàu ngầm Z615 bị mất tích của Hải quân Liên Xô. Nếu khi đã đứng gần quan sát mới phát hiện nó đúng là quá cổ xưa, và lại vật thể bằng sắt khổng lồ này không giống với bất kỳ sản phẩm nào của nền công nghiệp, cũng không phải bom hạt nhân mà Tư Ma Khôi đã dự đoán lúc trước. Nó một cách chính xác, nó đơn thuần chỉ là một khối sắt. Có lẽ từ thời khắc nó xuất hiện dưới lòng cực vực đến tận bây giờ, nó vẫn tồn tại ở đó, không hề bị xê dịch, suy xuyển. Hai ngọng nhìn mà cứng lưỡi. Nhớ bảo cái này chính là tàu ngầm Z615 nắp tên lửa ngầm, thì thể tích cũng hào hào đấy. Nhưng sau khi bị mất tích, làm sao nó lại xuất hiện dưới hoang mạc nốt no được nhẹ? Tư Ma Khôi lắc đầu bảo, mặt mũi cậu kiểu gì thế hả? Cái này chắc chắn không phải tàu ngầm. Thứ nhất, nước trong cực vực đã khô từ lâu, tàu ngầm không thể tự nhiên mọc ra ở đây được. Mà cậu đã bao giờ nhìn thấy con tàu ngầm nào bị mắc cạn chưa? Và lại, vật này dường như đã cắm rễ dưới lòng đất rồi. Không biết cát lún đã vùi lấp bao nhiêu phần bên dưới nữa. Có lẽ từ xưa đến nay, nó chưa hề bị di dời sang chỗ khác đâu.
Thằng Ngưng Lân nói, chỉ có thiên thạch sắt mới không bị han gì, bởi vì nó là tạp chất hỗn hợp của hai nguyên tố sắt và đá. Có lẽ đây chỉ là mảnh vụn còn sót lại sau khi thiên thạch phát nổ và hình thành không động. Trước đây từ Ma Khôi từng nghe Thắng Hương Lân nhắc đến việc này. Anh biết thiên thạch không phải từ trên trời rơi xuống, mà là mây băng bọc ở phần trong lớp vỏ trái đất. Khi trời đất được hình thành, mật độ cấu tạo chất rất lớn. Nó xuất hiện trong quá trình hình thành không động, nằm giữa lớp vỏ và lớp phủ, có vài phần tương tự với đại kiếp nạn của trời đất được mô tả trong sách địa lý cổ thời Tiền Tần. Theo quan điểm cũ, cứ canh mấy vạn năm, trời đất lại luân hồi kiếp số. Đợi khi mệnh cùng số tận, cả thế giới phù phiếm, vạn vật mọi cõi, hai vầng nhật nguyệt, nhất hợp càn khôn đều bị xáo trộn lại thành một thể. Còn xương đen xuất hiện trong lòng cực vực chỉ là thứ còn sót lại sau đại kiếp lần trước. Nhưng dù vắt óc nghĩ mãi, Từ Ma Khôi vẫn khó tưởng tượng được rốt cục giữa thiên thạch dưới lòng đất và nấm màu xanh thì có gì liên quan đến nhau. Nó thậm chí còn không liên quan đến toàn bộ ẩn số mà anh muốn giải đáp. Từ Ma Khôi ngẫm nghĩ rồi hỏi mọi người, hay là có sức mạnh tiềm tàng nào đó ẩn giấu trong khối thiên thạch mà loài người chưa thăm dò thấy nhỉ? Vì rốt cục khi đội khảo sát liên hợp liên trung tiếp xúc với nó vào năm 1958, toàn đội đã gặp nạn và mất tích. Tất cả 20 thành viên không ai sống sót trở về. Nhưng bây giờ xem thì thấy, ngoại trừ nó to lớn và cổ xưa thì không có điểm gì dị thường. Bản thân vật thể chỉ là khối thiên thạch sắt. Có lẽ nó không biết ăn thịt người, trừ phi tự mình đập đầu vào nó thì đúng là đập chỗ nào thủng liền chỗ đó. Từ Ma Khôi càng ngẫm càng khó lý giải. Anh bảo Hải Ngọng và đội trưởng Lưu Giang Hà cùng suy nghĩ để đưa ra ý kiến của mình. Mọi người tập trung suy nghĩ, biết đâu lại tìm ra manh mối. Ban đầu xuất phát từ nông trường khai hoang số 34 đến nay, cả chặng đường của họ đã trải qua biết bao gian nan, nguy hiểm. Hơn nữa, họ còn phải trả giá bằng tính mạng quý báu của các thành viên. Tất cả sự hy sinh ấy không phải chỉ để tìm kiếm mỗi một khối thiên thạch sắt im lìm nằm kia. Hải Ngọng trợn mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng bất lực nói, từ khi tôi nghe ông bác giáo sư kể về quá trình khai quật xác ướp người phụ nữ ở Mã Vương Đôi, tôi thấy mình bị kích động quẩn quẩn. Sâu thẳm tâm hồn bắt đầu nhen nhóm hạt mầm theo đuổi công tác khảo cổ. Nhưng mai đến tận hôm nay, tớ mới phát hiện mình không có tố chất đấy. Hải Ngọng tớ cho dù có mọc thêm 3 cái đầu nữa thì cũng ngẫm không ra hai cục sắt to tổ bố kia rốt cục dùng để làm gì ấy. Đội trưởng Lưu Giang Hà càng không đi nhiều hiểu rộng bằng hội Tư Ma Khôi. Khi nhìn thấy hai khối sắt, ngoài trừ cảm giác chấn động mãnh liệt ra thì anh chàng đã ôm đầy một bụng thắc mắc, nhưng thậm chí còn không biết bắt đầu hỏi từ đâu. Mỗi người bàn luận một hồi, cho rằng nếu chỉ dựa vào đèn quặng với phạm vi chiếu sáng chưa tới 20 mét thì không thể thăm dò được toàn bộ quy mô khối thiên thạch, mà phần lớn hình hài của nó còn bị chìm lấp trong bóng tối hoặc giả ở nơi cao, bên đầu còn tồn tại thứ gì đó khác. Nếu vết nứt dọc ngang do bị nước biển xâm thực trên thiên thạch cực kỳ nhiều, mọi người chia thành nhiều ngả bỏ lên trên, xem xét tỉ mỉ mọi bí mật có khả năng ẩn chứa bên trong. Từ Ma Khôi thân thủ nhanh nhẹn, anh bỏ lên đỉnh trước tiên, lờ mờ cảm nhận. Tuy khối thiên thạch sắt được tạo hóa thiên nhiên đúc thành, nhưng nhìn hình dáng dường như có vết tích đục đẽo của con người. Khi lại gần phần đỉnh, cuối cùng anh đã phát hiện thì ra đó là một người sắt khổng lồ. Hai hốc mắt của nó là hai hố rỗng đen ngòm, đủ rộng cho người chui lọt. Bên trong tối om, trống trải, sờ hút không thấy đáy. Cũng không biết điểm tận cùng của nó thông tới nơi nào. Người sắt khổng lồ đứng sừng sững giữa biển chết, với hình thái còn cổ xưa hơn cả cổ xưa, và gương mặt vô cảm ngước nhìn những đổi thay dâu bể. Bởi vì nó trông rỗng nên càng hiện rõ đôi mắt sâu hun hút, cả ngàn vạn năm nay vẫn thủy chung dõi về cõi vĩnh hằng. Vạn vật trên đời theo dòng chảy thời gian đều không ngừng chuyển động, nhưng có lẽ chỉ duy một thứ bất biến
chỉ là sự biến hóa của chính bản thân nó mà thôi. Mọi người càng lục soát lại càng cảm thấy kinh ngạc trỗi dậy trong lòng. Ai có thể ngờ dưới lòng đất lại có thể đúc ra một người sắt khổng lồ dường này. Từ Ma Khôi suy đoán, thiên thạch sắt có lẽ vẫn nằm nguyên vị trí cũ từ thời hàng cổ đến nay. Tiền nhân sử dụng sáp chua để tiến hành ăn mòn và chia cắt. Xem vết tinh chỉ ít cũng phải trải qua hàng ngàn năm rồi. Lúc này, ba người còn lại cũng lục tục leo lên đến nơi. Chỗ này tựa như đỉnh tháp cao, xuyên thủng tầng mây, gần chạm tới cõi hư không. Tuy trong bóng tối, mọi người không nhìn rõ dưới chân đông sâu thế nào, nhưng nghe tiếng dòng khí đôi lưu chuyển động ầm ủ cũng đủ khiến người ta phải dùng mình ớn lạnh. Mọi người xách đèn quặng chiếu sáng không gian trong động. Lòng động sâu hút khó lường, dường như phần bụng người sắt hoàn toàn trống rỗng, bên trong có thể cất chứa vật gì đó. Mọi người bất giác sinh nghi, hay dưới này nhốt yêu quái nhỉ? Hải Ngọng xách súng thò nửa người xuống ngó, sau đó rụt cổ lại nói với mọi người: càng dưới sâu không gian càng rộng, chẳng nhìn thấy đáy đâu cả. Từ Mặc Khôi quyết định đơn thương độc mã xuống dưới thăm dò. Anh thả đèn xuống trước rồi đeo máy thở chống độc hình mang cá vào. Thằng Hưng Lần truyền cho anh khẩu súng lục K-54 để phòng thân. Từ Ma Khôi cầm lấy súng rồi cởi bỏ ba lô tụt xuống. Chỉ thấy phần đáy là một động sâu hình cái nồi, không có lối ra. Ngoại trừ bức tường thiên thạch lạnh lẽo thì không có thứ gì khác tồn tại bên trong. Nhưng vừa giơ đèn soi bốn bức tường, anh liền thất kinh. Trong chớp mắt, anh cảm thấy mình dường như đang trở về căn mật thất giam giữ sóng điện u hồn dưới chân tòa thành nhện vàng. Bởi vì chi chít khắp bốn bức tường khắc toàn long ấn triều hạ, vậy nhưng hình thù kỳ quái không thể giải mã. Từ Mặc Khôi định thần nhìn một thoáng, thấy đèn quặng vẫn sáng trắng, anh bèn giơ tay tháo mũ chụp phòng độc với gọi hội Hải Ngọng cùng xuống dưới. Ba người còn lại xem những văn tự mật khắc đầy vách tường, ai nấy đều kinh ngạc không thốt nên lời. Hội Từ Mặc Khôi từng nghe giáo sư Nông Địa Cầu nói, văn tự cổ nhất trong lịch sử không phải chữ giáp cốt mà chính là long ấn triều hạ. Nó xuất hiện trước thời Ân Thương, thời Tân Hán. Người ta gọi khu vực Miến Điện ngày nay là Vương quốc Diệt Hỏa, và mô tả Diệt Hỏa thị tộc mắt như ngọn nến, động tác như rắn, xuất quỷ nhập thần, vượt hắc thủy, sống ở địa cùng, không quen hòa tính. Tòa cung điện ở địa cùng này còn cổ xưa hơn cả vương triều Champa. Chủ nhân sớm nhất của nó chính là Diệt Hỏa quốc. Cung điện nằm dưới địa cùng, được các nhà khảo cổ Pháp lưu trú tại Ấn Độ đặt tên là Di vật kỷ Divon. Nó từng bị nhấn chìm dưới lòng đất bởi lũ lớn. Hàng ngàn năm sau, quốc vương Champa đã xây dựng nó thành tòa thành nhện vàng. Bởi thế, ngoài trừ những ký tự thần bí lưu lại trong gian mật thất ra, thì Diệt Hỏa quốc không hề để lại bất cứ dấu tích gì cho hậu thế đời sau. Căn cứ vào long ấn triều hạ, chỉ có thể suy đoán Diệt Hỏa quốc từng là một nhánh của nền văn minh Trung Nguyên. Giờ đây, mọi người lại phát hiện trên vách tường trong người sắt nằm giữa biển cát mênh mông dưới lòng đất sâu khắc đầy long ấn triều hạ. Chẳng có lẽ chính là di chỉ của Diệt Hỏa quốc. Từ Ma Khôi phỏng đoán, đây chính là Tây vực cổ rồi. Có lẽ đây là một thần sông thần biển nào đó mà chúng ta không biết cũng nên. Thằng Hưng Lân nói, chắc không đơn giản thế đâu. Nếu ghi chép về Diệt Hỏa quốc còn sót lại vô cùng ít ỏi, người sắt dưới cực vực lại càng không ai biết đến. Chúng ta chỉ căn cứ vào những manh mối hiện có để đưa ra giả thiết mà thôi. Nền văn minh cổ đại long ấn triều hạ đã biến mất từ lâu, từng là một mạch phân nhánh, trải qua sự dịch chuyển hàng trăm ngàn năm, cuối cùng phân bố ở Tây vực và Miến Điện. Dường như họ phải lẩn trốn thứ gì đó để mới cư ngụ dưới lòng đất. Từ Ma Khôi phán đoán, không chừng chẳng phải lẩn trốn thứ gì, mà khả năng là để bảo vệ một bí mật cổ xưa nào đó, vì không muốn tiết lộ với người đời. Nghe nói trang mật thất dưới thành cổ Champa có ẩn giấu một bí mật có liên quan đến thông đạo. Có lẽ tổ chức ngầm nấm màu xanh muốn tìm con đường này, bởi vì giáo sư Nông Địa Cầu từng tiết lộ, nấm màu xanh
là một khu vực ẩn số nằm gần tâm trái đất. Nó còn sâu hơn cực vực nằm dưới lớp vỏ và lớp phủ này nhiều. Từ trước đến nay chưa có ai đặt chân đến. Điều chúng ta cần biết bây giờ là con đường đó nằm ở đâu, nơi tận cùng của nó tồn tại thứ gì. Nắm được những manh mối đó, chúng ta sẽ không khó xác minh bối cảnh và động cơ của tổ chức nấm màu xanh. Có điều, Long Ấn Triều Hạ bị thất truyền hàng ngàn năm, dường như là một cơn ác mộng không thể vượt qua. Giờ đây, ngoài trừ kẻ cầm đầu tổ chức nấm màu xanh, thì trên thế giới không còn người thứ hai giải mã được bí mật ẩn chứa bên trong. Hải Ngọng bảo Tư Ma Khôi, cứ theo phân tích của cậu thì đúng là tà mị qua mất đấy. Nếu người sắt tồn tại trong biển cát dưới lòng đất hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào đối với đội khảo cổ chúng ta, thì hà cớ gì Gia Điền Khắc Cường phải bất chấp mọi giá để ngăn cản hành động thăm dò kính nhốp nhò? Chẳng nghe Gà ăn no rừng mỡ, nhàn cư vi bất thiện chắc. Đương nhiên Từ Ma Khôi cũng từng nghe đến điểm này. Địa khối thiên thạch sắt sừng sững đứng giữa biển cát im lìm kia, ngoại trừ để lại những ký tự thần bí giống như câu đố trên vách tường, thì dường như không hề chứa đựng bất kỳ bí mật nào đáng nói cả. Lúc này, thằng Hưng Lân dường như đột nhiên phát hiện thấy điều gì. Cô nhanh chóng leo lên cửa động, nhìn chằm chằm vào bóng tối mênh mông thăm thẳm bên ngoài. Hội Tư Ma Khôi cũng chạy ra theo, nhưng chỉ thấy bốn phía tối thui, thực không biết có gì đáng nhìn, bèn hỏi thằng Hưng Lân, cô đang nhìn gì vậy? Thằng Hưng Lân nói, nơi này trước đây từng là vực sâu giống như hắc động, có sóng nước vỗ bờ dữ dội, ngay cả bầy cá voi cũng dễ bị lạc, không tìm thấy đường về. Còn khối thiên thạch thò lên mặt biển kia, đứng sừng sững tựa ngọn hải đăng, hàng ngàn vạn năm nay nó vẫn cứ đứng yên bất động như thế. Có lẽ nó chỉ là cột mốc mà cổ nhân dùng để làm hoa tiêu cho thuyền xác định phương hướng dưới lòng đất. Hết hồi thứ 7, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi Tư Ma Khôi sẽ còn khám phá ra những bí ẩn gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.